Chương trình hợp tác đào tạo cao học giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đang có những thành công đáng khích lệ sau 10 năm được đưa vào Việt Nam. Đây là những chương trình đào tạo thạc sĩ về khoa học kỹ thuật được cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và cộng đồng châu Âu tài trợ. Hôm nay, 37 sinh viên của hai chương trình đào tạo thạc sĩ châu Âu về mô hình hóa và thiết kế trong ngành kỹ thuật và thạc sĩ châu Âu về các trường của môi trường liên tục đã nhận bằng tốt nghiệp sau 2 năm đào tạo tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ba sinh viên tốt nghiệp loại ưu trong đợt này sẽ sang Bỉ 3 tháng để làm luận án tốt nghiệp thạc sĩ. Phải nói rõ thêm là văn bằng được cấp ở hai trường đại học này có hiệu lực tại châu Âu, không khác văn bằng của người Bỉ theo học cao học ở Bỉ. Hôm nay là trong một thời gian rất học hành cũng vất vả của chúng tôi mà có lúc may mắn là đã được tốt nghiệp cái chương trình cao học cao châu Âu với môn hóa và thiết kế, thì đấy là một cảm xúc rất là hồi hộp và là phần hạnh phúc vì mình đã được qua những kỳ thi tương đối khắt khe, và thứ hai là cũng rằng là mình đây là một bước tiền đề để mình sau này thành bước nghiên cứu tiếp theo cho những người sinh viên Việt Nam. Có được các chương trình đào tạo này, người có công đầu tiên phải kể đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, một kiều bào Bỉ. Sau 10 năm bền bỉ thuyết phục các nhà chức trách của cộng đồng châu Âu và chính phủ các nước trong khu vực này, ông đã tổ chức thành công các chương trình đào tạo cao học ở Việt Nam. Mục đích của chương trình này chính là đào tạo nhân tài cho đất nước, đưa cái đào tạo thạc sĩ của Việt Nam cùng tầm với cái hiện đại của thế giới, là một cái khóa đào tạo, những khóa đào tạo có chất lượng được đảm bảo với đại học chúng tôi, đại học Yale và các giáo sư trưởng quốc tế đặc biệt ở Bỉ về đây trực tiếp để dạy cái chương trình giảng dạy của Bỉ, của Âu Châu. Như thế thì cái chất lượng và cái trình độ của nó ngang tầm với thế giới bây giờ. Ngoài sự tham gia của các sinh viên trường Đại học Bách Khoa, các sinh viên của trường Quốc gia Kiến trúc Xây dựng Thủy lợi cũng theo học các chương trình này. Tôi rất hài lòng về sự phát triển của chương trình này, vì dự án này quy tụ không chỉ các trường đại học sử dụng tiếng Pháp của cộng đồng Wallonie-Bruxelles, mà còn cả các trường đại học lớn của Hà Nội. Vì vậy, dự án được phát triển và được biết đến một cách rộng rãi. Tuy sự đóng góp của chúng tôi còn khiêm tốn, nhưng tôi hy vọng rằng việc đó sẽ có ích cho Việt Nam. Trong 5 năm qua, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đào tạo được 110 sinh viên, cấp 52 bằng thạc sĩ. Mặc dù tỷ lệ tốt nghiệp chưa cao, nhưng điều này càng cho thấy rõ sự lựa chọn kỹ càng của chương trình. 3/4 số giáo viên giảng dạy tại trường là các giáo sư của Bỉ và châu Âu như Hà Lan, Pháp, Thụy Điển. Toàn bộ chi phí đào tạo cho chương trình này do phía châu Âu tài trợ. Sắp tới ngày 4 tháng 6, tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ phát bằng thạc sĩ trong khuôn khổ hai chương trình đào tạo cao học do EU tài trợ.